sao Thổ, hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời hành tinh Vành Đai. Những người quan sát bầu trời trẻ tuổi tò mò thường hỏi: hành tinh có những chiếc nhẫn là gì? Những chiếc vòng này là đặc điểm nhận dạng của sao Thổ. Và những chiếc vòng quay xung quanh hành tinh lớn thứ 2 trong hệ mặt trời là thứ đã quyến rũ con người trong nhiều thế kỷ. Trong khi những chiếc nhẫn này xuất hiện như một đôi tai nhỏ qua các kính viễn vọng quay trở lại trái đất. Hình ảnh tàu vũ trụ đã tiết lộ những đặc điểm ngoạn mục không chỉ về những chiếc nhẫn mà còn về bản thân hành tinh. Nhưng sao Thổ sở hữu nhiều đặc điểm đáng kinh ngạc hơn những chiếc nhẫn nổi tiếng của nó. Ở đây chúng ta sẽ khám phá các đặc điểm vật lý, lịch sử quan sát và thần thoại của sao Thổ. Khám phá tàu vũ trụ tiềm năng về sự sống trên một số mặt trăng của nó và xác định điều gì về sao Thổ khiến nó trở nên hấp dẫn để khám phá. Đặc điểm của sao Thổ như đã nói, sao Thổ là hành tinh lớn thứ 2 trong hệ mặt trời và lớn đến mức bạn có thể chứa khoảng 764 trái đất bên trong thể tích của nó. Sao Thổ quay quanh quỹ đạo ngoài sao Mộc với khoảng cách trung bình 886 triệu dặm so với mặt trời và có số lượng mặt trăng lớn nhất là 82, với hai trong số các mặt trăng này, Enceladus và Titan, mang lại sự tò mò từ các nhà khoa học về tiềm năng sự sống. Giống như sao Mộc, sao Thổ là một sao khổng lồ khí, không có bất kỳ đặc điểm bề mặt nào có thể nhìn thấy được do các đám mây sâu của nó. Và bao gồm 75% hydro và 25% heli. Trong khi hành tinh hàng xóm lớn hơn nhiều của sao Thổ, sao Mộc được coi là một ngôi sao thất bại. Người ta tin rằng sao Thổ quá nhỏ để có thể đạt được trạng thái này. Sao Thổ rõ ràng là được biết đến nhiều nhất với hệ thống các vành đai rộng lớn kéo dài tới 175.000 dặm, 282.000 km từ hành tinh. Tuy nhiên, chiều cao thẳng đứng lại nhỏ hơn nhiều, chỉ 30 feet 10 mét trong các vành đai chính. Các vòng được đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái mà chúng được phát hiện, với các vòng chính là A, B và C, trong khi các vòng D, E, F và G mờ hơn và được phát hiện gần đây hơn. Các nhà thiên văn cổ đại giống như hầu hết các hành tinh có thể nhìn thấy từ trái đất, hành tinh sao Thổ có lịch sử phong phú trong thần thoại, bao gồm La Mã, Hy Lạp, Babylonia và Hindu. Trong khi sao Thổ được đặt theo tên của vị thần La Mã là sao Thổ, thì điều này được đặt theo vị thần Hy Lạp Cronus, Titan cha của thần Zeus, Minuta của người Babylon và Sani của người Hindu. Hành tinh thứ 6 từ mặt trời được chính cha đẻ của ngành thiên văn học Galileo Galilei phát hiện ra khi lần đầu tiên ông quan sát sao Thổ qua kính viễn vọng của mình vào tháng 7 năm 1610. Thoạt nhìn, ông đã nhầm các vật thể ở hai bên hành tinh là các thiên thể riêng biệt và phác thảo chúng như vậy, tin rằng sao Thổ là một hệ ba thân. Mãi đến năm 1659 khi nhà thiên văn học người Hà Lan Christian Huygens quan sát sao Thổ bằng một kính viễn vọng mạnh hơn nhiều, ông mới đề xuất sao Thổ được bao quanh bởi một vòng mỏng và phẳng. Sứ mệnh tàu vũ trụ tới sao Thổ do khoảng cách đáng kinh ngạc với trái đất, chỉ có 4 tàu vũ trụ đã đến thăm và khám phá sao Thổ, tất cả đều của NASA Pioneer 11 vào tháng 9 năm 1979. Tàu bay Voyager 1 và Voyager 2 vào năm 1980 và 1981 và tàu Cassini đã khám phá sao Thổ từ năm 2004 đến năm 2017. Pioneer 11 được phóng vào tháng 4 năm 1973 và trở thành tàu vũ trụ đầu tiên bay bởi sao Thổ vào tháng 9 năm 1979. Với cuộc chạm trán gần nhất của nó xảy ra cách hành tinh Vành Đai khoảng 13.000 dặm, 21.000 km. Pioneer 11 đã chụp 440 bức ảnh về hệ thống sao Thổ, bao gồm cả mặt trăng lớn nhất của nó là Titan. Xuất hiện như một vệ tinh mờ màu cam đặc biệt vì các thiết bị của tàu vũ trụ không thể xuyên qua bầu khí quyển dày của Titan. Tàu du hành một bay bởi sao Thổ vào tháng 11 năm 1980. Khám phá ra 5 mặt trăng mới trong khi thu thập dữ liệu mới về các vành đai rộng lớn của sao Thổ. Tàu vũ trụ cũng đã chụp ảnh thành công các mặt trăng của sao Thổ là Titan, Mimas, Enceladus, Tethai, Dion và Rhea.
du hành 1 cũng thu thập dữ liệu mới về Titan, với dữ liệu khí quyển cho thấy Titan có thể là thiên thể đầu tiên trong hệ mặt trời, ngoài trái đất, nơi có thể tồn tại nước lỏng trên bề mặt, mặc dù những hồ này sau đó đã được chứng minh là chứa metan và ethan thay vì nước. Tàu du hành 2 bay bởi sao Thổ vào tháng 8 năm 1981 và tiếp tục khoa học tuyệt vời mà tàu du hành 1 đạt được, bao gồm hình ảnh các mặt trăng của sao Thổ Iapetus, Hyperion, Enceladus, Kuiper và Helen, Telesto và Calypso mới được phát hiện gần đây. Giống như người tiền nhiệm của nó, Voyager 2 cũng thu thập thành công nhiều dữ liệu hơn về các vành đai của sao Thổ. Tàu vũ trụ thành công nhất từng khám phá hệ thống sao Thổ là Cassini, đã nghiên cứu sao Thổ, các vành đai của nó và nhiều mặt trăng từ năm 2004 đến năm 2017. Cho đến khi nó thực hiện năm quỹ đạo cuối cùng, sau đó lao thẳng vào hành tinh này vào tháng 9 năm 2017. Giai đoạn cuối cùng này của nhiệm vụ Cassini được mệnh danh là Grand Finale. Trong thời gian khám phá sao, một thành tựu to lớn của sứ mệnh Cassini là việc triển khai tàu thăm dò Huygens của cơ quan vũ trụ châu Âu lên bề mặt Titan. Tàu đã tách ra khỏi tàu vũ trụ Cassini vào ngày Giáng sinh năm 2004, bắt đầu hành trình 22 ngày đến Titan. Tàu thăm dò đã hạ cánh thành công xuống bề mặt của mặt trăng lớn nhất của sao Thổ vào ngày 15 tháng 1 năm 2005, mất khoảng 2 tiếng rưỡi để đi xuống bầu khí quyển dày. Huygens đã gửi lại dữ liệu và hình ảnh từ bề mặt bùn của Titan trong 1 giờ 10 phút nữa trước khi hết pin. Tiềm năng cho cuộc sống là kết quả của những sứ mệnh thành công trong quá khứ tới sao Thổ, đặc biệt liên quan đến mặt trăng Titan và Enceladus. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy hai mặt trăng này mang lại nhiều cơ hội để điều tra sự tiến hóa hóa học và nguồn gốc của sự sống. Như đã nói trước đây, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ Titan là vật thể duy nhất ngoài trái đất sở hữu các vật thể lỏng tồn tại trên bề mặt của nó. Điều này đã làm dấy lên sự tò mò về khả năng tồn tại sự sống trên mặt trăng xa xôi này. Mặc dù chúng chứa đầy metan và ethan, những chất trước đây cũng được tìm thấy trong bầu khí quyển. Trên trái đất, metan là sản phẩm phụ của nhiều sinh vật, vậy tại sao không phải là titan? Mặc dù điều này vẫn là một khả năng, nhưng titan cũng lạnh hơn nhiều so với trái đất ở nhiệt độ -180°C, -292°F ảm đạm. Vì vậy bất kỳ sự sống nào trên trái đất mà chúng ta gửi đến đó sẽ không hạnh phúc, chứ đừng nói đến sự phát triển. Enceladus là phiên bản Europa của sao Thổ. Một thế giới được bao quanh bởi lớp vỏ băng giá với đại dương lỏng sâu bên trong. Đại dương lỏng này được phát hiện và nghiên cứu bởi tàu vũ trụ Cassini khi nhà thám hiểm người máy dũng cảm của chúng ta bay qua vùng đất của Enceladus nhiều lần trong sứ mệnh dài ngày của nó. Cuối cùng phát hiện ra nhiều loại phân tử hữu cơ. Các sứ mệnh tương lai tới hệ thống sao Thổ, trong khi một số nhiệm vụ được đề xuất để khám phá hệ thống sao Thổ trong tương lai, người chiến thắng là sứ mệnh Dragonfly. Một tàu đổ bộ cánh quạt sẽ khám phá hàng chục hồ trên khắp Titan, trong khi cuối cùng xác định khả năng sinh sống của thế giới băng giá. Nó dự kiến ra mắt vào năm 2027 và đến Titan vào năm 2034. Và nó sẽ trở thành phương tiện đầu tiên đưa toàn bộ trọng tải khoa học của nó đến những địa điểm mới để tiếp cận có thể lặp lại và có mục tiêu tới các vật liệu bề mặt. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!